Chủ đề trong video ngày hôm nay sẽ là một bộ móng design theo phong cách sang chảnh mọi người nhé. Và như lời hứa với mọi người trên Facebook là Thảo sẽ chia sẻ với mọi người về cách pha sơn, làm sao để chúng ta sơn được một màu đỏ tuyết nhung, một màu rất là đẹp và độc. Và chúng ta sẽ cùng bắt đầu luôn nha. Đắp clear xong thì mọi người sẽ sơn lên một lớp liên kết sau khi mà chúng ta đã giữ form chuẩn và phao mịn đi rồi nhé. Mình sẽ sơn một lớp liên kết thật mỏng nha. Lúc này thì mình sẽ sơn liên kết của sơn gel nha mọi người. Lần trước thì ở trên kênh của Thảo có bạn hỏi là khi đắp bột thì mình liên kết sơn gel hay liên kết bột, thì liên kết cái phần này, video này thì Thảo đã nói với mọi người từ rất là lâu rồi, là khi mà chúng ta đắp bột thì mình sẽ sử dụng liên kết bột nha mọi người, còn liên kết gel thì không thể sử dụng trong bột được. Trong trường hợp không có liên kết bột thì mọi người thà đắp không còn hơn sử dụng liên kết gel nha. Bởi vì là việc chúng ta đắp bột mà không có liên kết thì nếu khách hàng ít đụng nước thì vẫn có thể giữ được khoảng 2 tuần đó mọi người, còn đụng nước nhiều thì 1 tuần thôi. Ok, mình sẽ sơn đều một chút nha. Khi mà sơn đắp clear mà sơn là một điều khá là nguy hiểm luôn, tại vì trong trường hợp mọi người đắp không mịn, phao không mịn hoặc là sơn không đều tay là nó sẽ bị không đều màu. Ok, và cách để phối màu tuyết nhung ở đây, cái màu mà Thảo hay nói với mọi người đấy ạ, đỏ tuyết nhung hoặc các màu khác, là rất đơn giản, mình sẽ sử dụng cái mắt mèo kim cương này nha. Nếu muốn nó ánh nhiều hơn thì mọi người sẽ sơn dày hơn hoặc là sơn hai lớp nhá, nhưng mà Thảo nghĩ mọi người nên sơn một lớp thôi cho nó có độ mỏng vừa đủ đó. Thật sự tất cả những dụng cụ của chúng ta có rất nhiều cách dùng khác nhau, và đây là một ý tưởng dùng sơn nhá, thì mọi người sẽ sơn cái lớp mắt mèo kim cương ở bên dưới. Sau đó thì chúng ta sẽ sơn hai lớp sơn ở bên trên. Nhưng mà lớp sơn thì không phải là lớp sơn bình thường mà mọi người sẽ sơn sơn thạch nhé, thì nó mới lộ được cái phần ánh lên. Và tiếp theo của video thì chúng ta sẽ còn một phần nữa, là phần chúng ta sẽ design bộ móng này. Đó, design theo một cách khá là sang chảnh luôn. Đó, là sẽ có cham, có đá này, có đá khối, rồi có hoa. Rồi sau đó thì mình sẽ bỏ vào hơ đèn nhé. Hơ đèn xong ở đây thì chúng ta sẽ sơn gel lên nha. Đối với cái góc độ mà chúng ta sơn ở bên trên nhìn xuống như thế này thì mình sẽ không thấy phần ánh nhiều, nhưng ở ngoài thì mình sẽ nhìn thấy nó có ánh sâu bên trong luôn, hoặc là nó sẽ khá là đẹp khi mà chúng ta sơn cái phần lớp mắt mèo nó dày lên. Mắt mèo dày lên thì nó sẽ ánh được nhiều hơn. Rồi tiếp tục lớp tiếp theo, mọi người nhớ là mình sơn mỏng thôi nhé. Và khi sơn thì chúng ta lưu ý là hai phần bên cạnh móng mà thì chúng ta có thể vuốt, dùng tay để vuốt để cho nó không bị bè form, hoặc là chúng ta sẽ sơn thật mỏng, tránh phần hai cạnh một chút xíu, tại vì phần hai cạnh này mà bị sơn ra nó sẽ bị bè form đó. Còn phần đầu móng thì chúng ta không khóa đâu nhé mọi người. Few moments later. Ok, sơn xong như vậy một thời gian rồi thì mình sẽ hơ đèn nha. Hơ đèn xong thì mình sẽ sơn lớp 2. Tức là vì cả cái màu nền bên dưới đó mọi người, tức là màu mắt mèo á, chúng ta có thể sơn chỗ đậm, chỗ nhạt, nó cũng sẽ ảnh hưởng đến cái phần màu bên trên, cái độ đậm nhạt của phần màu nền bên trên đó mọi người ạ. Cái này phải chụp vào đèn này mới rõ độ lấp lánh đó mọi người. Giống như cái bộ màu nâu mà Thảo có đăng trên kênh Facebook á, là cũng dùng cách này luôn. Các dụng cụ mình cần chỉ là những thứ quen thuộc xung quanh chúng ta, là phải sáng tạo ra một cách mới. Là mình sẽ sơn mắt mèo ở bên dưới và chúng ta sẽ sơn màu thạch ở bên trên. Màu thạch nào cũng có thể được nha. Few moments later. Rồi xong lớp này thì chúng ta sẽ bỏ vào hơ đèn tiếp theo. Nếu như mọi người ưng ý với màu thạch này rồi thì chúng ta có thể dừng lại, hoặc không thì chúng ta sơn thêm một lần nữa nha. Lớp thứ 3 đó mọi người ơi, sơn lên lần thứ 3 luôn, để có màu màu sơn đậm. Đậm thì mới sang đó mọi người ạ. Chứ còn màu đỏ mà chúng ta làm nửa vời á, thành đỏ hồng này hay là các cái màu khác thì nó sẽ không được đẹp. Mình nhớ phải lau hai bên viền đi nha. Rồi, liên tục như vậy này. Đó, mình nhớ lau đi nhá. Few moments later. Lau xong thì đương nhiên là bước quan trọng là chúng ta sẽ phải hơ đèn rồi.
Sau đó thì mình sẽ sơn tốt lại, nhưng mà chúng ta sẽ bắt đầu quá trình design của chúng ta rồi đây. Ok, sau khi hơ đèn xong thì chúng ta sẽ phao đi nha. Phao bằng phao mịn nha mọi người, đừng có phao bằng phao mặt giáp để nó bay màu luôn đó, là nó sẽ bị bay cái phần sơn đi. Mình sẽ phao hết đi như vậy nhé, tại vì đằng nào chúng ta cũng sẽ đính hết bề mặt, nên là mình đừng ngại cái việc phao nhé, mình cứ phao hết bề mặt đi. Vì lát sau không phải đính hết bề mặt thì chúng ta vẫn phải sơn tốp hết lên bề mặt, nên là chúng ta có thể phao đi để bề mặt nó càng được mịn hơn nha. Ok, sau đó thì chúng ta đã chuẩn bị ra đây những cái gì sang chảnh đáng yêu nhất nào. Mình sẽ dùng bột clear để đính nha. Lần trước có bạn hỏi là bây giờ mình dùng cái gì để đính được chắc nhất, cham đá các thứ, đối với các loại mà đá chân nó không có bằng á mọi người, thì nó thật clear là vô địch luôn. Mọi người có thể đính bằng gel đính đá được, nhưng mọi người biết không, chúng ta đính gel đính đá thì mình sẽ phải hơ đèn lâu, mình sẽ phải hơ đèn khá là lâu để mà đính được. Rồi, ok, mình để tạm vào nha, xong lát nữa thì mình sẽ quay lại be hết chân đá nhé. Còn ở đây thì mình sẽ đính hoa và cham. Các ngón khác thì mình cũng sẽ đính đá và cham. Thật ra thì cái phong cách này ở ngoài miền Bắc mọi người cũng có dùng, nhưng mà đối với những ai kiểu thích sự lộng lẫy long lanh ấy thì mọi người sẽ làm. Hoặc là các dịp lễ Tết đi chơi các thứ event mọi người sẽ làm. Còn phong cách này thì Thảo nghĩ là sẽ hợp với các bạn ở trong Nam hơn. Tại vì là trong Nam các bạn ấy thích là lộng lẫy lung linh luôn, lúc nào cũng phải có một bàn tay xinh xắn đúng không ạ? Ngoài Bắc tuy nhiên thì vẫn có nha mọi người, đặc biệt là trên phố hay là những cái, nói chung là trong những cái phần tệp khách hàng của chúng ta thì chắc chắn sẽ có những người thích phong cách Hàn, sẽ có những người thích sơn trơn, sẽ có những người thích nhẹ nhàng, sẽ có những người chuyên thích đắp gel, sẽ có những người rất là thích đắp bột đó, nó hoặc là những người đắp bột của chúng ta có thể ít, khách hàng đó ít nhưng mà sẽ chắc chắn vẫn có đấy mọi người ạ. Nên là khi học nail thì mọi người nên học cả. Lúc đầu thì mình thấy là mình chỉ cần học vừa đủ để làm thôi, nhưng đôi khi những cái hàng làm bột nó lên đến tiền triệu một bộ như thế này ấy, mà chúng ta lại không biết làm thì đó là một cái điều rất là đáng tiếc. Hoặc là khách hàng chỉ thích đắp clear rồi sơn các thứ thôi, đơn giản thôi, mình cũng không thể biết làm thì nó cũng sẽ rất là mất khách. Và lúc đó mình mới cảm thấy cần thì mọi người lại phải đóng cửa hàng để mình đi học nâng cao. Đấy là một điều rất là bất tiện. Nên là chúng ta trước khi mở cửa hàng, chúng ta nên học đầy đủ các kỹ thuật luôn nha. Và đặc biệt là học chắc tay nữa mọi người ạ. Tại vì là học chắc tay thì nó sẽ được hạn chế cái việc mà mình phải đi làm lâu đấy. Học chắc tay làm mẫu, đối với lớp của Thảo dạy á, thì các bạn làm mẫu thật cũng giống như việc là đi làm cho khách rồi. Mẫu thì các cô sẽ tuyển cho, chỉ có điều là sợ mọi người lười làm mẫu thôi. Bởi vì là làm mẫu là cái để cho mọi người cứng tay nhanh nhất. Đắp gel, đắp cái phần clear này đây, thì mình làm xong mình phải be kín chân lại mọi người nhé. Be kín chân của cham của đá lại để nó không bị mắc tóc các thứ. Còn ở đây chúng ta sẽ sử dụng cái màu đá vô cùng xinh xắn, ở đây là đá IHB nha. Đây là một màu đá AB với các khía rất là sáng, nên Thảo rất là hay thích dùng cái đá này luôn ấy. Thật sự luôn, đá này cứ tông nóng là Thảo lấy cái này ra dùng thôi. Bất cứ là màu nâu hay là màu đỏ hay là màu gì thì Thảo cũng sẽ lấy màu này ra dùng. Nó rất là hợp luôn, phải nói hợp kinh khủng khiếp luôn á.
Tiếp tục mình đính thêm hai viên đá cùng màu như vậy vào hai chân của hoa này nhé. Sau đó thì chúng ta sẽ sơn tốp lại nha. Thật sự là việc design bộ móng thì khá là nhanh. Tuy nhiên thì chúng ta cần có cái ý tưởng và kết hợp nó hài hòa một chút. Thông thường thì các phần đá mà nó lồi lên vào nối cộm thì sẽ không bao giờ đính vào phần ngón trỏ. Tại vì nếu như đính vào ngón trỏ, khách hàng mọi người hay dùng việc buộc tóc này, kéo xiếc này hay là làm bất cứ gì, nó rất là vướng. Nên là chúng ta hạn chế nhé. Mọi người đính cái gì vướng thì sẽ đính từ ngón giữa trở đi, chứ chúng ta không đính vào ngón trỏ. Ngón trỏ nếu như có làm đẹp lung linh long lanh thì mình cũng sẽ làm cái gì nó phẳng phẳng thôi, nó không vướng thôi á mọi người. Còn đối với chị em nào mùa đông này mà ngoài Bắc hay mặc quần tất hay mà mặc các đồ ren thì mọi người lưu ý, đồ ren, đồ lụa chẳng hạn thì mọi người lưu ý, đồ lưới nữa thì mọi người lưu ý là cũng không nên đính các cái sự đính charm này hay gồ ghề lên nhiều đâu, đính hoa nhiều đâu. Nếu mọi người đính đá nhỏ có thể được nhưng mà đính charm là nó sẽ mắc đó. Nên là cái mùa nào mà nó ít phải đụng chạm đến quần tất hay đồ lưới các thứ thì mình mới nên dùng các cái phần hoa trang trí nó lồi như thế này nhé, nổi cộm như thế này. Trên kênh của Thảo thì có rất là nhiều phong cách khác nhau, cả về sang chảnh, cả về đáng yêu, cả về Hàn Quốc, cả về đơn giản, nhẹ nhàng. Đó nên là mọi người, cả về phong cách đi nước ngoài nữa. Nên là mọi người có thể lựa ra để xem các phần bộ móng phù hợp với phong cách mình thích nha. Chứ không phải là bộ móng cứ lồng lộn như này ai cũng thích. Và những bộ móng thật sự Hàn Quốc đáng yêu không phải ai cũng thích đâu. Nên là chúng ta cần phải biết xoay chiều theo nhiều phong cách khác nhau. Rồi, mình sẽ tô hết nha. Lưu ý charm này là những loại charm cao cấp. Nó rất là có cái màu mạ vàng rất là đẹp. Nên là chúng ta sẽ làm, chúng ta không có sơn lên đâu nha. Sau khi đã sơn tốp hết xong các móng, mọi người lưu ý là chúng ta sẽ dùng sáng đá để mình lau bề mặt đá. Nhớ là lau bề mặt đá và charm thôi nha, chứ không có lau xuống bên dưới móng nha. Mọi người cố gắng gấp lại, lau cẩn thận này. Hoặc là ai cẩn thận hơn, mọi người đang sẵn có thì mọi người lấy cái bông tăm á, cái bông tăm ngoài tai đó để chúng ta lau đi nhá. Tránh việc mặc sáng đá nó rớt xuống bên dưới làm giảm độ bám của keo. Đó, ngón cái chúng ta cũng đính bằng charm, đính bằng clear như vậy nè. Ok, như vậy là mình đã hoàn thành xong sản phẩm của chúng ta rồi đây. Bộ móng này mà đi chơi hay đi ăn Tết thì hết sảy luôn đúng không mọi người? Đó, và có một cái màu đỏ tuyết nhung khá là lạ mắt. Nhìn trên này thì chúng ta chỉ nhìn chĩa thẳng máy quay xuống nên không rõ thôi. Mọi người ở ngoài có thể nhìn theo nhiều hướng ấy, thì nó sẽ xinh xắn hơn, nó sẽ có màu ánh đẹp hơn. Xin cảm ơn mọi người đã theo dõi hết video về chia sẻ kinh nghiệm làm nail cùng Nhi Thảo. Để không bỏ lỡ những video tiếp theo, mọi người hãy ấn vào hình tròn phía giữa màn hình để đăng ký kênh hoặc có thể xem ngay các video ở phía bên tay trái màn hình hoặc phía bên tay phải màn hình. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong video tiếp theo.